Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calama Drop nhận được 200.000 đồng token WinSwap. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 10.000 tỷ nha. Đã có 603 tài khoản holder. Đã phát sinh 1.311 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamadrop.net. Link truy cập website thì mình đã phần dưới mô tả ở video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm tới 2 bước trên trang website của mình. Bước 1, các bạn xác nhận contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask và cái chút lời lắc của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu token là WinSwap token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Calama.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, bạn nhấp vào phần này cho mình. Calama Drop. Chương trình Calama Drop đã sẽ kết thúc vào 5-7 ngày nữa. Ở đây các bạn có điều kiện thì bạn bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.05 BNB mua đồng token này để hold và tích trữ lâu dài nha. Rồi các bạn bạn nhấp vào phần này cho mình. Calama Drop. Đây và quên lỗi ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Viga là 0.0001524. Xác bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn cố gắng theo dõi website Calama.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Trên đây còn nhiều sàn giao dịch nổi tiếng khác, bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh. Mình đã hướng dẫn các bạn cách để Calama nhận được 200.000 đồng token WinSwap. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.